nay hai vợ chồng đi đón mình Tuấn Cát Tường cắm trại ở trên vùng núi hoang vu này, đi cũng một tiếng gần 2 tiếng mới tới nơi. Nhà trọ ở trên núi cắm trại, đi cắm trại mà có nhà trọ, có chủ ở đàng hoàng ở đây. Wow, ở coi như là 2 tầng, mỗi người một giường hả mình Tuấn, mỗi người một giường, giường trên giường dưới, nệm đàng hoàng. Đi cắm trại mà ở được nhà trọ sướng chưa? Giường của Minh Tuấn nằm ở đâu? Ở trên cao này hả? Giờ lấy đồ xuống chuẩn bị đi về hả? Đây là khu cắm trại. Bây giờ chuẩn bị đi vòng vòng quanh núi, đi leo núi vòng rồi đi về. Đây là khung viên của khu cắm trại.
Trại không cấm vì có nhà trọ rồi nên không cấm trại. Sao ở chơi mấy ngày vui ha? À, nghe nói có sông có hồ gì đó, nằm ở đâu? Ồ, đi vào túc dưới nào kia. Ồ. Ờ. Đây mình ham tám quá cho nên đi hết rồi. Lần đầu tiên mình đi tới khu vực này thấy nè, triền núi dốc đứng nè, đó ghê không đó. Chỉ cần sơ ý nghĩa là tuột xuống dưới đó luôn á, dốc đứng luôn ha, ha. Vực giống như cái vực kia đó, thầm thầm nè. Mình lái xe đi tới nơi rồi mà tìm không ra cái chỗ cắm trại. Nhờ đi ban ngày, lúc đầu tính đi ban đêm là khỏi tìm luôn. Vì nó lên khu vực này nó mất sóng. Nó không có sóng điện thoại mà cũng có sóng GPS. Cho nên lên này nên không dám đi ban đêm, phải đi ban ngày. Đây là túp lều lý tưởng. Túp lều này là dùng để sinh hoạt cộng đồng. Cái khu trại này là của chủ, là của người Việt chứ không phải của người Mỹ. Cho nên cộng đồng người Việt Nam họ cũng tìm tới đây để dễ liên lạc về chỗ ăn chỗ ở. Đó, sinh hoạt cộng đồng ở ngoài trời. Đi đâu cộng đồng Phật giáo cho nên đi đâu cũng có cái tượng Phật giáo, cũng làm lễ đọc kinh buổi sáng. Còn đây là tên của trường Anoma, tên trường Việt ngữ Anoma. Còn đây là những cái tượng để họ đọc kinh buổi sáng trước khi ăn sáng. Khu sinh hoạt cộng đồng có đốt lửa trại. Thấy không khí cũng rất là vui. Bây giờ buổi sáng sớm cho nên mọi người cũng chưa tỉnh ngủ thì phải. Cho nên mấy cháu cũng chưa có hăng say lắm. It actually works a little bit, but you don't put it inside. It's connected to the other charge. And khung cảnh núi đồi buổi sáng rất là trong lành, rất là đẹp, nhìn thanh tịnh. Buổi sáng trên núi thì không khí nó cũng mát mẻ hơn là buổi trưa. Buổi trưa nhiệt độ ở đây lên đến 90-95 độ, rất là nóng. Nhưng buổi sáng thì không khí mát mẻ và có hơi se se lạnh. Đây là cộng đồng Phật giáo. Ngay Phật tử mặc đồ áo lam để chuẩn bị làm lễ buổi sáng, làm lễ đọc kinh buổi sáng trước khi đi dã ngoại. Trong lúc làm lễ thì tất cả các học sinh Việt ngữ đều mặc áo lam, áo màu áo của hướng đạo. Mặc bắt buộc mỗi học sinh đều phải có một, ít nhất là một bộ áo lam và quần xanh, đeo thắt lưng. Đây là cái bộ đồng phục trong lúc học tiếng Việt cũng như trong lúc sinh hoạt cộng đồng Phật giáo. Trong lúc chờ làm lễ đọc kinh buổi sáng thì các cháu ở trường Anoma, trường Việt ngữ Anoma tụ tập trò chuyện. Thank you.
Bây giờ các em sắp hàng để đi bộ, tập đi bộ dưỡng sinh, gọi là thiền đi, đi vừa đi vừa thiền. Okay. It takes me three breaths for one step. I can hold my breath for 3 seconds and one step. Đoàn người vừa đi vừa thiền. Đây là cách thiền đi. Cho nên vừa đi vừa thiền, vừa đi vừa thở, hít vào thở ra, để mà tập thiền cho các em nhỏ biết cách vận dụng cái không khí trong lành, hít thở để bảo đảm sức khỏe nó tốt hơn. Đây là đoàn người Phật tử đang tập thiền đi vừa tập tận dụng hít thở không khí trời trong lành ở núi rừng. Vừa đi vừa thở, đây là một cách thiền trong Phật giáo. Cho nên mình thấy mấy thầy chùa vừa đi chậm chậm đó là họ cũng là một cách tu thiền của họ. Bây giờ các em cũng đang tập những cái bước đi vừa thở. Núi rừng trong lành, không khí rất là tốt. Đi vòng vòng các triền núi, thở không khí trong lành của núi rừng, nó cũng tăng cường sức khỏe. Tập luyện thở đều thì tăng sức đề kháng cho cái cơ thể của mình. Sau những bước đi thiền tịnh này thì các em sẽ được chơi trò chơi lớn. Sau trò chơi lớn thì có thể là chuẩn bị khăn gói về nhà, kết thúc chuyến đi cắm trại 3 ngày. Bây giờ đoàn Anoma tiếng Việt sắp hàng để chụp hình lưu niệm chuyến đi cắm trại. Chuyến đi cắm trại địa điểm là Big Pine ở gần Mountain Heights. Yeah, there you go. Yeah, when I say ready, make it straight. Okay, right now just gonna hang it down. Yeah. Good. And then now here okay, let me move my little bit. Okay. Còn đây là thầy Phước. Okay. Good. Okay. Awesome. Maybe move a little bit here. Squeeze a little bit. Yeah, a little bit. Let me take a test drive. Now ready? 1, 2, 3. Alright. Yeah. Cô giáo có cho cô giáo mày bụng cô giáo. Mày bụng cô giáo. Ok. Đây là thầy cô giáo tiếng Việt với lại phụ huynh đứng chụp hình lưu niệm. Rồi sẽ vô. Vô đi. Mình sẽ chờ thầy về Phước chụp tấm hình. Ok, vô luôn em. Dạ. Bây giờ các em nhỏ thay áo quần bình thường xuống chơi trò chơi lớn.
Mình cũng chưa có bao giờ chơi mấy trò chơi này. Lần đầu tiên đi cắm trại với mấy đứa nhỏ cũng vui. Bây giờ mấy em chơi trò chơi gì đây mà thấy có mấy trái thông thả ở dưới đất à. Lên ở trên cao này khí hậu nóng khô, giọng mình bây giờ nó cũng rồ theo luôn, với lại là cái da tay nó cũng khô. Cái khí hậu ở đây khá khô, nó không có ẩm ướt giống như Đà Lạt, nhưng mà khí hậu ban đêm nó cũng giống giống Đà Lạt. Ban đêm thì nó lạnh, ban ngày thì nó nóng. Cảnh ngày hôm nay mùa hè trời sáng đẹp, trời nắng, ánh cây rừng quay vào trong hình ảnh thấy nó rất là đẹp. Bây giờ đang chơi trò chơi lớn. Trò chơi lớn nhưng mà đồ chơi thì nhỏ. Rồi múc nước đi đâu đây, múc nước đổ đầy. Ồ, phải đi chẳng hạn ra vậy đó, à, đi bước theo mấy cái trái thông á, bước theo mấy trái thông đổ nước vào đó. Ai múc đầy thau trước thắng. Đó cái đầy xô đó. Bên này vòng thứ 3 rồi. Cái này là kêu là rảnh quá không biết làm gì đấy. Múc nước đầu này đổ đầu kia. Cái này là trò chơi lớn. Trò chơi lớn của các em nhỏ. Đây là trò chơi lớn của các em nhỏ đây. Mấy em chân dài đi nhanh, bước mấy bước là tới. Mới nhìn giống Steven quá. Ôi cũng chơi tên Steven luôn. Coi như team nào, cái đội nào mà múc đầy nước trước là người team đã thắng. Rồi đội đó múc nước đầy là đội đã thắng. Mấy anh lớn thì chân dài bước không nhanh nữa. Lần đi trắng gì chua cái đội bên kia. Múc không đầy mà đi nhanh quá đổ hết, đổ cho đường hết. Nghĩ là chắc thua mấy em nhỏ rồi. Đội lớn thua đội nhỏ. Hết nước rồi, múc hết nước rồi là thắng rồi. Rồi chạy đi đâu đây? Hết xong rồi, hết rồi chạy đâu nữa? Wow. Hết rồi, mỗi toán chạy mỗi nơi. Đi nhặt cái gì đây? Chút nữa mình mới biết là đi lấy cái gì về. Thì ra là chạy đi tìm cái giấy để mà được tới đây sắp hàng bắn cung. Ồ, nãy giờ mình cứ đứng đầu kia mình chờ, ai ngờ là lấy cái giấy là dán lên đó hả? Sáng năm đi tìm rồi bắn cung kinh nghiệm, 7 năm đâu chứ. Rồi đa số là bắn vô rừng. Các tường bắn chưa? Bắn rồi, trúng không? Trúng phải trúng miếng giấy mới được hả? Còn bắn
được nhưng mà con không có bắn đúng cái chỗ này, con bắn nơi cây nó rồi. Trúng nơi cây bo thôi, cây bảng thôi. Nhưng mà bắn không trúng cái tờ giấy là thua. The boy, the target. Bây giờ phải bắn trúng cái tờ giấy dán trên cái mém trúng. Wow, mém trúng. Khá giỏi. Are you the second group? No, the kids are too young. Yeah, bây giờ đến phiên Mạnh Tuấn bắn hả? V. Bây giờ V bắn. Để coi V bắn trúng không? Hello, can I shoot? Ooh, bay vô rừng rồi. Tên đi vào rừng. Mạnh Tuấn chưa bắn hả? Bắn đi. Chưa đến phiên hả? No pressure though. We're all watching. Giờ phải các đàn anh phải chỉ dẫn cho mấy em nhỏ cách sử dụng cung tên, cách sử dụng bắn cung. Good job. Did you hit it? No. Wait. No. Go up there. Go look up there after he shoots. Go right, check yourself. So. Did I make it? We'll check after he shoots. I don't think you did though. No. Oh, I thought I was done with kids being cats. Oh wait. Like, oh, yeah. Really yes. I had a cousin who meowed and acted like an actual cat. I was like, all right. Okay. Woo. So he went too high and then he went too low. One more time. Yeah, one more time. Come on. Yeah. So we make come it. On, how did you? Here, I'll help you. Where do you aim? Like, how do you aim? Like, where do you look to aim? I'll load directly at the target, and then you line up the arrow. How do you line up the arrow? If you're looking at the target, and the arrow's going this arrow at there, and then you line up the rear. Whoa! Good job! Nice! Done! Whoa. William got it! No, go check your paper. Whoever shot that, get the paper, I'm out of it. Does it count if it's like barely touching it? Nah, it didn't rip, you see that? William got it. Người nào mà bắn trúng cái tờ giấy này thì trên cái tờ giấy này có cái thông tin để mà đi chọn một cái trò chơi khác. Rồi sau đó về đích. Ai mà về đích sớm thì người đó chiến thắng. Đội nào về đích sớm thì người đó chiến thắng. Wow. Sau khi nhận được cái giấy ở trên cái bảng bắn cung tên thì phải giải mã. Giải mã rồi em mới tìm đường đi tới cái mục tiêu thứ hai để làm, sẽ làm cái gì. Cái này là giống như bảng smoke. Cái là cái gì? Là cái bảng smoke, moxer vậy, cái moxer vậy. Dịch theo cái thông tin mà đánh tích tích tè tè chớp tắt dịch ra đó rồi tìm ra cái chữ thì mới biết được cái đồ chơi tiếp theo là cái gì, rồi sau đó mới ai mà nhanh thì mới được thắng. À, mấy đội kia đi hết rồi, còn đội này cuối cùng chưa đi được. Ngồi giải mã đi. Bây giờ ngồi giải mã xong mới biết là chạy đi đâu. Có cái trò chơi mới. Hãy đến rừng mà. Bây giờ dịch ra chữ cái xong rồi viết ra thành
thành câu. Đứa viết thì không chịu viết. Hai đứa không biết là ôm viết viết. Là xong rồi đó. U bu lại gì? Ba hả? No, chứ ui chứ đâu có là ư. Ừ đó. Ừ, cái này là chứ. U bình thường là không đúng không? U. Cái gì hả? What is this letter? That's a tiếng Việt giờ tiếng Anh ra tiếng Việt nữa. Yeah. What? No, I, no, it's just L. L like this. Yeah. Yeah. Out answer, dịch chưa ra nữa. Different word. That's why the K and R is messed up. L A. O. So something about a board. You. Cái gì lâu. Mà lâu á? Lâu. Lâu. Dưới lâu. Rừng u lâu. U lâu là rừng nào vậy? U lâu là rừng nào? Chi. Rừng u lâu xong rồi tới chi gì nữa? Chi. Ừ. Bây giờ dịch và viết cả tiếng Việt cũng khùng luôn. Q là gió huyền. You just English Morse code is easier. L-O-A. 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 Là... Tầng loa là tầng gì? Phải đến rừng u lâu tầng loa. What does that mean? Tầng lâu. Tầng lâu chứ không tầng loa được. Con có cái gì á? Tầng lâu đó. Liên quan tới u tầng loa không? Tầng lâu đó. Tầng loa. Tầng lâu hả? Nghĩ tầng lâu á chứ không tầng loa. Let's just go guys, come on. Oh, you know because I was gonna get wrong. It's fine, he'll tell us. Bây giờ ba chữ A gặp đó là gì vậy? Mày cái này là động chứa nên này hả? Ba chữ em đi là động chứa nên này. Ba chữ gặp này là chữ ô, đúng rồi. Oh, so by the way, red là ô đúng rồi chứ đâu phải là lầu đâu, nó là okay, loa. Okay, let's go. Let's go. Ờ, chắc nhiều khi chỗ đó có để cái loa, cái speaker á. Có chừng cái chỗ đó có cái speaker cái loa. Go 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 go. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. U lâu tầng loa. Đây là mục tiêu để đến mà các cháu tìm hoài không ra. Cái chữ khó hiểu quá, mình đọc mình cũng hiểu gì cả. Cái tên này ở đâu trong kinh Phật á, nó đâu trong kinh Phật á. Cho nên mình tìm không biết cái vị trí nó nằm ở đâu. Không hiểu mấy từ này. Tên Phật, tiếng Phạn trong kinh Phật. Mấy em có biết đó là một khu rừng. Mấy em có biết cái tên này không? Bây giờ là nó học đó. Thì coi đây là cái cơ hội để cho nó ôn bài thôi, nó học. Do tu khổ hạnh đó, là do núi tu khổ hạnh, do núi, do rừng tạo nên. À, cái tên của cái núi mà nơi mà Phật tu hành. Tầng loa đây, loa là speaker. Là speaker, chạy đi tìm speaker đây. Cái loa là speaker, đây là không phải cái tên của tiếng Phạn, nơi mà Đức Phật tu. Thành thử cái dịch ra thành cái loa để tìm cái loa khùng luôn, tìm ra. Vui. Học rồi nhưng mà nó không nhớ. Mình cũng không biết là gì luôn. Tiếp theo là cái trò chơi gì đây? Mình cũng không biết. Có nhiều bong bóng treo đây. Và trên bàn này có những cái tô, cái đũa. Mình biết chơi trò chơi gì đây. Cũng là lạ. Thổi bong bóng hả? Ồ, gạo. Trong tô này là chứa gạo nha. Chứa gạo. Còn 2 4 bong bóng đằng kia thì làm gì thì mình chưa biết cái trò chơi này. Không biết trò chơi này chơi cái gì đây mà có gạo hay có bong bóng. Anh huynh trưởng phun nước làm ướt đất để cho bớt bụi bay. Hơi đất nó lên cũng hơi khó thở ha. Tưới đất nước ướt thì nó trời nắng nóng. Nó cái mùi hơi đất lên khó thở. Khung cảnh trời nắng ở trên rừng rất là đẹp ha. Game này chơi hụp xuống cắn banh lên cắn banh mà là cái chân. Lặn đầu xuống cắn cái chân tha lên. Không có dùng tay mà dùng miệng. Dùng miệng gấp chân lên.
Move it up, move it up. Mấy cái game này cũng vui. My knees. Nước nhiều quá là nó gấp chanh được hả? Chanh nó chìm xuống dưới cho nó không có nổi. chanh chìm dưới sâu quá lặn xuống ra gấp không được. Cái này là không dùng tay. Miệng rộng gấp nổi cái banh này. Cái banh này hơi cái chanh hơi to. Miệng bự mới gấp được cái chanh. Rất không cắt. I did it. Lấy hơi, lấy hơi. Drop your head. Drop your head. Chanh nó trôi trong nước cho nên gấp không được. Đừng nói là nó trôi. Nó trôi vụ khác, nó nằm yên cho mình gấp. Huynh trưởng làm chưa được cái gì mấy người. Huynh trưởng gấp rồi. Nói chuyện mấy huynh trưởng này là mấy sĩ tỷ làm chưa được. Cái này mấy tỷ tỷ. Mấy tỷ tỷ gấp chưa được, mấy bé làm sao gấp được. Một người gấp được cái chân chạy rồi. Hai người gấp được cái chân chạy rồi. Rồi, phe khác lên. Nín thở gấp mới được. Nín thở lặn hụp xuống gấp mới được. Nín thở. To quá, đây chanh nó bự quá. Đây chanh to quá. Mấy em nhỏ xíu à. Ngập không được. Lặn xuống gấp chanh mà chanh to quá. Cái chanh to quá mấy em nhỏ ngậm không có được. Hết chưa, toán khác lên gấp. No, take your elbow out. No elbow. Hand behind your back. Hand behind your back. Lặn sâu xuống dưới đây á, lặn sâu xuống mấy đứa chanh chìm á, mấy đứa chìm nó nằm yên. Một em gặp được một trái. Mấy đứa nhỏ. Yeah, mình tưởng gấp được rồi chạy. Được. Bụi lên sạch luôn. Next group. Go away. We have to spit outside. Don't spit inside. Don't touch the kiddie pool. Hands behind your back. Don't spit in the pool. Không gấp được bốc. Dùng miệng gấp lên. Gấp ra khỏi chậu là được rồi. Look for the letter. Look. Use your eyes. Leo, go on this side. Leo, go on this side right here. It's easier. Why is there nothing? No hand. Hand behind your back. Oh my gosh. Don't spit in the pool. Don't spit in the pool. Don't spit in the pool. Spit outside. Pull it down, pull it down on the bottom. You push it all the way down. You hover over it and then grab it. Hover over and grab it, okay? Now hover over, push it down. Oh my gosh, hover over, push it down. Use this one. You gotta dump your head. Dump your head. Oh my gosh.
my god. Come on, Leo, it's right there. Open your eyes. Mau lên rồi hết da. Hết da rồi. Lost your tongue. Oh, các tường. Lựa trái nào mà sát dưới đáy á, các tường. Trái nào mà chìm xuống đáy á, con đè nó xuống con cắn mới được. Để cho nó đừng yên lại. I can't jump down like this. Come on. Đè sát xuống. Cầm tóc đi. Press it down. No, you gotta stop me. Cầm cái tóc không được, cầm cái tóc. Tay cầm tóc. No, we're not doing the way that you don't know your brain. Nín thở giống như con đang lặn vậy đó. Ready, you hover over. Nín một hơi thiệt dài, không có cười. Cười là hả miệng nước vô. Nín hơi dài giống như mình đang lặn bơi lặn vậy đó. Ở mình nhậm tay nào từ từ ra từ từ nhậm tay nào khi này con bị bỏ sữa hả? Mau lên cả bị ướt. Get it, get it, get it. Oh, go. Hết giờ, yeah, go. Hold on. Okay, go ahead. All right, go ahead. Rồi, go ahead, go. Mình Tuấn nó vớt được trái hồi nãy rồi. Mấy trái này này, cái này mình Tuấn, cái trái đó đó. Is that a blade? Yeah. It's a blade. The blade? Oh. Nên nó té vào trong nước luôn á. Push it down and grab it. Yeah, this one. Yes, yes. Oh my god. Come on. You can't get this way and not get nothing. Don't you, hands behind your back. Hands behind your back. Đổ thêm nước. Right here, there's an O right here, there's an O right here. Right next to you. Mau lên kìa, hết chưa? Bỏ tay ra. Để trong góc cái mình tấn. À ha, đó 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 đó. Không được hả? Phải tìm mấy cái có leather hả? Có leather kia là. Đi đây, đi đây, đi đây, ở đây hả? Được. Little kids, Lam, come here. Lam, mama này nè, Lam, mama này, đứng này. Không được em. Từ từ. Để có bỏ tay không? Không được, nó trôi à. Xuống là nó trôi đi chỗ khác à. Okay. Amber, do not spit in the pool! Ah. Oh my god. Wait. Be careful! Oh, hands behind your back! Try your best. Cái nào có chữ, gắp được cái có chữ thì mới thắng hả? Caitlin, your letter's right there in front of you! Hey! Wait, I'm on the back! Dunk, you gotta dunk your head. Dunk your head, dude. See, I'm helping you. Game này khó chơi. Do not stay in the water. Nó không biết thôi, chặn cái chân nó xuống dưới đáy mà nhưng mà nó lăn ra, nó lăn ra vừa rồi, lăn ra rồi. Kẹt nó trong đó. Nó nổi. Cắn ra thôi. Rè vô không góc được đâu. Là vì nó lăn ra, chứ không phải nó lăn ra trôi đi vô khác. Nó khó chứ không phải nó dễ đâu. Không phải đâu, nó mất thăng bằng, nó chuỗi đầu xuống, nó mất thăng bằng cho nó té. Chơi ướt xong về mà lo gì. Yeah, get it! Yeah. Next. Cột tóc lên là gấp được đó.
Yeah. Giờ rút kinh nghiệm rồi. Còn anh này là nằm trong hồ bơi luôn rồi. Ồ, cũng gấp được chạy rồi. Lần đầu gấp được rồi. Gấp được lần. Lần thứ nhì gấp cũng được. Lần thứ ba này. Lần này lần thứ ba. Có cái trái trong góc này con. Đó đó đó, cái trái dưới đó, dưới góc đó, ngay góc đó, đó đó đó. À, đó. Gấp lên rồi rớt này. Đó trái ngay tay con đó, trái ngay tay đó, đó, đó. Có chữ đó, trái có chữ đó. Ép nó vô trong lèn được không? lặng luôn rồi. Nó thấy vậy nên em vẫn ghi cái cuối xuống. Nó trôi đi chỗ khác. Lúc lát trôi chỗ khác. Gấp lên hai trái. Ba lần gấp hai trái. Các tường qua phía bên đây này. Có kinh nghiệm rồi. Giờ có kinh nghiệm lần thứ ba rồi mà. Lần thứ ba là có kinh nghiệm rồi. Đây nè, cái chữ đó. Con từ từ, nín thở, nín thở. Cúi xuống là coi như té vào trong hồ, cái hồ luôn. Chụp cái đầu á. Ô, ô đây à. Rồi, bé nó gấp được chạy rồi. Rồi, các chị kết đó. Ba lần gấp được hai trái. Winner. Thêm chữ em nữa. Còn chữ em bên góc nè. Chữ em bên góc nè. Đó. À, đang tìm chữ em nữa. Đó chữ em đó. À đúng rồi đó. Đó đó chữ em đó. Đó chữ em góc nè đó. À, không được chống tay, không được chống tay. Rồi tuyệt đấy. Bây giờ chơi chống tay. hai cu này chơi chống tay. Chống tay gấp được, chống tay gấp mới được. Uống nước. Hả miệng mà uống nước. Hết chưa rồi? Hết chưa rồi? Hết chưa rồi? Làm cá, làm cá. Cho mình tỉnh, mình tỉnh khỏi. Bây giờ PVC, PVC. Hết chưa rồi? Hết chưa rồi? Còn cái em này mình tính. Dành nhau chị em. Dành nhau chị em. Tìm chữ em nè, chữ em nè. Cái này chữ em nè mình tính. Em nè, chị em nè. Má không. Quậy nó trôi, quậy nước nó trôi. Để cho nó im đó. Next. Không được, thất bại rồi. Bây giờ càng về chiều mệt rồi. Giờ tìm chị em. Giờ tìm chữ em mới đủ. Gấp được chữ em rồi. Đây nó winner rồi. Mẹ nó đủ chữ rồi, đủ chữ rồi, win rồi. Ồ, bên này còn á, chưa đủ chữ là cũng phải cấp tiếp rồi, cấp cho đủ chữ. Bên đây là thắng đầu tiên. Bây giờ thắng chơi game gì bên đó? Chơi game gạo gì đây? Thắng là ba bên đó trước rồi. Cũng vui. Chưa ai hả? Giờ tìm ai hả?
Ai đâu thấy đâu. Thấy em không à? Ồ ai kìa. Đó 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 em. Rồi được rồi, được rồi. Winner rồi, winner, winner. Vui. chưa thắng nữa. Còn ấy hai ba chị ấy luôn kia. Ấy nhiều quá. Đi gấp được rồi. Được rồi. Hết giờ. Ui giờ đất cát vô. Chưa. Chưa đủ chữ. Ây trời ơi, xong rồi. Đội cuối cùng chiến thắng. Bây giờ chơi gấp gạo quá. Bây giờ chơi gấp gạo chơi rồi. Game này bên này game gì đây? Ướt nhem hết rồi. Mấy bé giờ chơi ướt nhem hết rồi. Bây giờ gấp gạo làm gì? Bây giờ chơi gấp gạo. Đó, đúng rồi, đúng không? Có thắng được, có thắng được. Chơi luôn. Không dùng đũa, giờ gấp gấp được. Một hộp. Mấy bé này ăn một muỗng mấy nĩa không? Giờ gấp gạo gấp được rồi. Rồi, gió lật đổ rồi. Gió đổ rồi. Gió thổi đổ rồi. Ăn ơi, dùng muỗng với phần nĩa không? Giờ không biết dùng đũa gấp gấp không được. Dùng muỗng nĩa quen rồi, giờ còn đũa không quen rồi, gấp được, gấp gạo gấp được. Trời cho tập dùng đũa cho quen. Dùng nĩa muỗng quen rồi, giờ dùng đũa không được. Yes, wow. Gấp được một hộp gạo. Bên này có kinh nghiệm hơn, nằm nghiêng nghiêng chiếc đũa lại. Nhưng mà cũng không biết gấp. Chỉ được một hộp thôi hả? Gấp, Chỉ được gấp một hộp thôi, các tường gấp giỏi, các tường gấp nhanh. 14. Đi đâu mà xoay nãy giờ chói hết chỗ. 17. Wow. Ồ, giỏi. Bao nhiêu hột là đủ? 18. Gấp bao nhiêu hột là đủ? 49 hột. Gấp 49 hột gạo và ông gây trời cái tô bên kia. 49 ngày Phật tu đang đến quả hả? 49 ngày Ma Vương Tây Phái. Ma Vương Tây Phái là quá đẹp luôn. Thì ra 49 hột gạo là cái ngày mà Ma Vương tới phá Phật đang tu, đang tiền là Ma Vương tới phá. Cho nên phải gấp 49 hột gạo. Chỉ gấp một người một hột. Một người một hột thôi. Mà gấp 49 lần như vậy cho đủ. Yes! 21 here. 25, 22. 23. 23.
Người Việt là phải biết dùng đũa ha. If you count it wrong, we're gonna dump back in. Wait, really? All right. No, it's water. What number? Okay. Let me recount it. 26. Tập trung đũa cho quen nha ơi, không biết gấp. 27. Oh my god. Ăn muỗng nữa không à, giờ còn gấp đũa không biết gấp rồi. Các trường dùng đũa giỏi. 31 nha. Bé này là chơi múc. Chơi múc cho lẹ. Gấp rồi gấp xong rồi. Đức Phật ngồi 49 ngày đó. Đức Phật ngồi thiền 49 ngày thì ma dương tới phá, cho nên gấp 49 hộp gạo để tượng trưng cho 49 ngày mà Phật ngồi thiền. Mình đi cái này mình mới biết về bên đạo Phật cho mình không đi mấy cái này mình cũng không biết. Mấy rồi, mấy rồi? Không biết được mấy mấy hộp gạo rồi, đếm được coi. Rồi xong rồi, có bên Win rồi. 39 rồi, 39 rồi, 40. Các người từ 40 còn 9 viên nữa. 41 rồi. 42. Lily, be sure to check later. Oh my god. Anh gấp kìa, coi anh gấp kìa. Gấp hụt rồi, rớt rồi. 43. Rồi. Bốn mươi bốn. 45. Ồ rớt hả? Bốn mươi chín mới đủ. 47. 48. 49. 49 là thắng, là win á. Rồi 49 đủ rồi. Yeah, 49 đủ rồi. Rồi bây giờ qua bên Ma Dương. Qua bên Ma Dương, trò chơi Ma Dương là ném bong bóng nước. Ném cho chiêu này nữa là ướt nhem luôn á. Mà tưởng nó rung luôn, nó lành rung nè. Nó kêu ra ngoài nắng đứng cho nó ấm. Nó không ăn, nó ăn nhờ ướt lạnh. Good.